Đầu tiên tiệm xin giới thiệu cho quý khách hàng những cái mẫu xi măng mới. Mẫu tiệm đang cầm là Ni 50. Xi măng đợt này về rất là nhiều bộ luôn, đủ các loại ni mà mẫu chạm mới. 48, 50, 52, 56, 58, 60, 46 tất cả đều có tại. Mẫu đang cầm trên tay là mẫu mỏng. Mẫu mỏng này đi 48 chỉ có 4 chỉ 15 thôi. Tiếp tục là một mẫu mỏng nữa. Cũng thuộc ni 48. Mẫu ni 50. Mẫu ni 50 cầm trên tay có khối lượng là 4 chỉ 54. 4 chỉ 54 tầm hơn 16 triệu. Mẫu bản vuông ni 48, 5 chỉ 28. Một số bản mo dày. Bản mo dày ni 50. Khối lượng 6 chỉ 66, mỗi cái vòng này gần 1 chỉ. Chạm cực kỳ nhiều, cái này đeo cũ rồi vẫn rất là sáng luôn. Mẫu trơn. Mẫu này chạm xéo. Mẫu này mẫu mới này, chạm mới nè, này ni 48 có, ni 54 có, 50 có. Tiệm giới thiệu một số mẫu thôi, còn rất là nhiều luôn, không thể nào mà giới thiệu hết được. Mọi người muốn tham khảo thì lên trực tiếp tiệm, tiệm sẽ tư vấn thêm ạ. Tiếp tục là một số mẫu xi măng nữa, vàng về bọc. Mẫu xi măng này là mẫu xi măng vuông ni 56 có khối lượng 6 chỉ 62. Những cái mẫu chạm rất là đa dạng và mới luôn. Rồi mình sơ qua về mẫu xi măng lướt vậy đó ha mọi người. Ai có muốn comment gì hỏi thêm về những cái mẫu khác á, thì cứ comment lên là mình sẽ trả lời ha. Mẫu này đẹp nè, mẫu này chạm đẹp nè. Rồi tiếp tục sẽ là vòng ha. Đây là vòng cặp. Cặp này là cặp vòng dày. Cặp này là ni 56, mỗi cái của nó là 1 chỉ rưỡi. Cặp vòng bản dày. Về đợt này rất là nhiều mẫu bản dày luôn, thợ làm theo nhu cầu của mọi người á. Tại vì thường thường thì có một số khách vào nói là vòng cặp quá mỏng, nang nó không có được chắc chắn lắm, cho nên đợt này tiệm về những cái mẫu ni dày ha. Mẫu tiếp theo sẽ là những mẫu vòng của bé. Mẫu vòng bé, vòng trơn. Vòng trơn, vòng chạm. Vòng trơn, vòng chạm từ mà mới sinh cho đến 5 tuổi, 5-6 tuổi đều có.
nhẫn là từ từ tí là bỏ ra ngay xong. Nhẫn từ từ tí là bỏ ra ngay xong. Bông. Đợt này về bông mới quá trời. Bông hàng rất là sành điệu luôn. Về bông dài. Bông đang cầm trên tay có khối lượng là 6/7. 6/7 này tầm cỡ 2,5 triệu. Ở trên tay có đính chữ LV và bông hoa này rất là sang luôn. Nhìn nó thanh mảnh dễ thương. Dây chuyền bé trai, bạn đợi chút xíu nha bạn ơi. Cái mẫu bông đơn giản, cái mẫu bông đi tiệc. Mẫu bông này là mẫu bông đá pha lê. Mẫu bông này 1,5 triệu. Bông này mang rất là sang luôn. Để dành đeo thì rất là đeo đi tiệc thì hợp lý. Mẫu bông cho mấy chị không có thích đá. Một số mẫu bông sơ qua thôi nha mọi người. Những cái kiểu vòng rất là đẹp luôn. Vòng này 3 chỉ 43. Vòng đá kết hợp với lại bi ba màu. Vòng này là vòng mới luôn. Cái vòng trên tay của mình là 2 chỉ 25. Đây là mẫu đeo ha. Nhìn đơn giản mà rất là sang ha. Mẫu này dành cho mấy bạn trẻ trẻ được nè. Mẫu này 2 chỉ 82. Mẫu mẫu vòng vuông cặp. Cái này 1 chỉ 72 một cái. Về mẫu vòng về mẫu vuông cặp rất là nhiều luôn. Hơn 1,5 triệu một cái. Bao dày. Vòng bé. Vòng bé có những cái mẫu vuông tròn. Hàng trơn. Hàng chạm. Có đầy đủ. Lắc tay hồ ly. Lắc tay hồ ly đợt này lại về tiếp. Hồ ly màu trắng. Có cả nhẫn hồ ly màu trắng luôn nha mọi người. Có bộ luôn. Lắc bi ba màu đơn giản, hàng mỏng. Mỏng nhưng mà xinh. Mẫu này của mình chỉ có 7/3 thôi ha, tầm 2,5 triệu. 2,6 triệu là có một cái lắc xinh rồi. Mẫu lắc nữ mỏng. Lắc nữ mình đang cầm trên tay là 1 chỉ 18. Rất là dễ thương luôn. 1 chỉ 18 nó tầm cỡ 4 triệu đã có một cái lắc rất là xinh luôn. Đây là em đang đeo nha mọi người. Tay em đen thui mà đeo vẫn đẹp nè. Đây là tay của mẫu đeo ha. Những cái lắc mẫu này, những cái lắc mẫu đang đeo có khối lượng 7/9 phân thôi. Thì nó rơi vào tầm cỡ 2,6 triệu cho đến 3,5 triệu. Nhưng mà rất là xinh xắn luôn. Đợt này em về lắc mỏng này rất là nhiều luôn. Mấy chị hỏi lắc mỏng ghé tìm em tham khảo nha.
nó mỏng có chữ LV này nè. Cái mẫu lắc chân, bởi giờ em không có lên lắc chân, đợt này em về lắc chân. Lắc chân đây, lắc chân xích đúc mẫu đơn giản, không có quá nhiều là chàm, có ba cái chàm thôi. Mỗi cái này tầm một chỉ. Nhanh lên ha, xem được nhiều mẫu. Một số mẫu nhẫn cưới, nhẫn cưới lần này em lấy về toàn bộ là hàng đặt hết, hàng đặt hàng đúc. Mẫu em đang cầm là giá trị của nó tầm cỡ chưa được 4,5 triệu. Mẫu xi bịch kim phía trên đá xi bịch kim luôn. Mẫu 3 hạt đá. Lắc một chỉ đơn giản rất là nhiều nha bạn. Tú Châu hồi nãy lắc nữ mình đã đi qua rồi đó. Có thể là mình sẽ up hình lại á, bạn coi hình nha. Một chỉ nè, 7 phân mấy đến 8 phân mấy một chỉ đều rất là nhiều, mà đợt này mình về lắc xinh lắm. Cái ép đôi em đang cầm trên tay giá trị của nó là 6,5 triệu. Đủ các size nha các nàng ơi. Rồi, sao nó mờ quá à? Đây, rõ ràng em đưa xa xa tí là nó rõ nè. Mẫu nhẫn nè, mẫu nhẫn này hạt chìm, hạt chìm hết. Cái này em có đủ ni luôn nha. Mẫu nhẫn hai trái tim nhỏ thì xinh xắn luôn, dễ thương. Cái này đơn giản nha, hai bên không chạm khắc gì cả, ở giữa chỉ có hai trái tim nhỏ thôi. Mẫu này mới nè. Mẫu này thì nó rẻ, nó chỉ tầm cỡ cặp này chỉ tầm cỡ 4 triệu thôi. Mẫu nhẫn này là hạt kìm luôn. Bên trong đều là đúc hết nè, hàng đúc, hàng đặt, đúc đặt hết, nên mấy anh không có sợ là mình đi làm nặng mà bị đau, bị chảy máu do bị cái nhẫn nó đập vào tay ha. Đây mấy anh chị nào mà thích đá nè, thì cặp này rất là nhiều đá luôn. Cặp này nặng nha. Cặp này trên 7 triệu. Cặp này xinh nè. Cặp này đá của nó là đá chìm, mà nó chỉ nổi là 5 hạt đá nhỏ thôi. 5 hạt đá nhỏ chìm. Để về nhẫn cưới quá trời luôn nè. Rồi, một số mẫu nhẫn cưới sơ sơ thôi nha mọi người. Tiếp theo sẽ đến nhẫn nữ. Nhẫn nữ đợt này em về kim tiền. Kim tiền to ha. Kim tiền này là 4 đường kim tiền. Khối lượng của nó tầm cỡ 2,7 triệu. Kim tiền này là dùng để đeo ngón trỏ hoặc là ngón áp út. Kim tiền phun đá. Kim tiền hai màu đợt này về toàn bộ ni lớn không. Anh chị nào mà đi tầm ni tay 22 đều có nha. 19, 18, 20, 22. Mẫu nhẫn dành cho các mẹ, các bà. Mẫu nhẫn hạt xanh. Về tầm hơn chục cái nhẫn hạt xanh nè. Nhẫn hạt xanh, nhẫn tròn, nhẫn hình thoi.
những màu đỏ. Mấy cái này mang thì không có sợ rớt đá, tại vì nó không có đá nhỏ, đá lớn thì đều được bọc xung quanh hết. Một cái này nó tầm cỡ 4,5 triệu một cái. Đi tay nào cũng có. Một số mẫu mà mang ngón trỏ. Mẫu đá đen nè, mẫu này đang hot nè mọi người. Đang hot cho mấy bạn trẻ trẻ nè. Mẫu này tầm cỡ 2 triệu đổ xuống thôi nha. Chỉ tầm 2 triệu đổ xuống thôi. Mẫu bi. Đợt này về nhận đeo ngón trỏ rất là dễ thương luôn, mà tại vì nó nhiều quá, chỉ cầm một số mẫu xinh lên thôi. Mẫu này có đeo ngón áp út về nó ngón út luôn nha. Cái mẫu nhẫn trơn nè, mẫu nhẫn phát tài trơn nè. Đợt em hết hàng rồi mà giờ nó có lại hàng nha mọi người. Có chữ phát lộc nè. Đợt này đeo ngón trỏ và ngón áp út. Nhẫn hàng màu xanh. Rồi, sơ lược qua phần nhẫn nha, tới lượt bông tai tiếp nè. Bông tai nè, giới thiệu bông tai của các mẹ với các bà trước nha. Bông tai thì các mẹ các bà thì những cái loại hạt màu xanh này thì quá quen thuộc rồi phải không mọi người. Nhưng mà đợt này em về những cái loại mà viền đá xung quanh á, thì nó cũng nhìn cũng sang mà nhỏ. Loại này không bị xệ tai nha. Loại này đá rất là nhẹ luôn, không bị xệ tai. Cái mẫu này nó rơi vào tầm cỡ 3,5 triệu. Những cái mẫu bông tròn trơn. Bông tròn trơn, bông tròn chạm. Đây. Bông tròn trơn và bông tròn chạm luôn. Cái đôi này thì tầm cỡ 3,5 triệu. 3,6 triệu. Mẫu đá full. Mẫu này mang rất là sành điệu luôn. Những cái đôi toàn ten. Rồi, cái này mà dành cho mấy chị đi tiệc rất là đẹp luôn nè. Lung linh luôn. Và 18 bán ra 3,460 bạn Nguyệt ơi. Đây ha, những cái mẫu này rất là mới, rất là xinh luôn nè. Cái mẫu bông toàn ten không phải là quá dài nên nó vướng nha. Mẫu bông này chỉ tầm trung thôi. Khối lượng của nó 7 phân 1 nữa, tầm khoảng 2,6 triệu. Bông ba màu nè, bông này không có đá thì dễ thương. Bông ba màu không đá, đi với lại dây ba màu, nhẫn ba màu luôn ha. Đây, những cái loại bông tầng ten đá dễ thương. Là bông dành cho mấy chị mà không thích đá nhiều ha. Bông toàn ten lá, lá chạm sáng. Có hình tròn và hình trái tim. Ở giữa là kết hợp với đá.
các chị có thể ngắm kỹ hơn qua phần hình ảnh nha mọi người ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream mua tiệm vàng. Mọi người một buổi tối tốt lành, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở trên tiệm nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.